Rồi 20 lần 5 phút rồi đó. Lần này lần cuối. Tao lại luôn, mày nhớ 5 phút cuối giùm tao cái đi. Mày 5 phút mấy lần nữa tao xỉu chắc luôn á. Tao mệt tụi mày quá à. Tướng tụi mày như trâu bò than thở hoài. Thấy Khoa không? Nãy giờ nó có nói tiếng gì đâu. Tao cầm nín không phải vì tao không muốn nói, mà mệt quá nói không được. Gì vậy? Lỗi là lỗi tại mày á. Tao kêu lấy xe hơi về đi không chịu. Bắt anh em phải đi xe đò nhồi nhét như nhét heo vậy á. Đã vậy từ ngoài bến xe vô đây nè, tao cứ đi xe ôm vô. Không chịu đi, đi bộ, làm chi vậy? Tụi mày không phải là dân thành phố, tụi mày không hiểu được cái nỗi nằm của tao. Tao ở thành phố, tao đi xe hơi quen rồi, tao muốn về đây tao thưởng thức cái cảm giác đi bộ. Hít cái bầu không khí trong lành. Mà quê mày đô thị hóa quá, bụi không à? Không mà đúng mấy giờ mày? Mình đi ra bến xe đi, xong mình đi xe ôm vô lại được không? Mày điên khùng hả? Tao nói đó là 5 phút nữa tới rồi. 5 phút hoài. Đi. Bây giờ là tình hình sức khỏe tao đi không nổi nữa rồi. À. Mày bế tao nha. Cảm ơn. Bỏ luôn. Mày khùng hả? Tao giỡn, mày tưởng tao thiệt à? Mày điên hết rồi. Em rồi. Nãy giờ nghe mình nói tới hoài luôn mà chưa thấy tới luôn. Đâu tới đây là tới liền mà. Mấy lần luôn. Thấy nhà tao đã không? Đó, à, quá trời luôn nè. Chưa thấy gì luôn á. Ê, của người ta chưa hết mất rồi. Mày về quê tao chưa gì hết mà thấy gái tùm tớp vậy? Quê mày vớ vẩn mà gái xinh thế. Thôi kìm nha. À, nhưng mà thôi, đừng quan tâm. Con bé đó còn nhỏ xíu à. Tao thấy to mà. Mày nghĩ gì trong đầu vậy? To gì? Ý tôi nói nó nhỏ tuổi. Thì nhỏ tuổi cô để danh. Nhưng mà nè, nó bị khùng. Khùng gì tao mới khoái chứ. Sao tao khùng mày không khoái? Khoái mày tới ông nội tao. Không phải tên gì vậy? Tên cha. Kim cha, na cha hay một cha? Cá tra. Cái gì ba? Gì vậy? Tên đầy đủ nó là con cá tra. Trời ơi. Ồ, cá da trơn à? Cái da trơn hả? Không mệt tụi mày quá. Tao nghe nói là má nó đẻ nó rớt cái ao cá tra hết. Còn cái họ tao thêm. Tào lao mày. Mà tao thấy nó dễ thương đúng không mày? Dễ thương gì nó bị khùng. Khùng mà phụ tụng đầy đủ. À, tao nghi chắc kỳ này tao ở dưới quê lầu lắm đó nha. Ê, cạnh tranh công bằng nha. À, quyết định chị phải lên được. Ba thằng này nguy hiểm thiệt, phải canh chừng cho nó mới được. Lên ba mẹ. Chào con, chào hai ba. Chào hai bác. Mẹ mẹ khỏe không? Ba khỏe không ba? À, khỏe. Dạ. Mấy đứa đi đường có mệt lắm không? Dạ khỏe. Em đồ khỏe bác. Ồ, ra làm sao rửa mặt đi vô ông con. Dạ. Thôi đi đi đi. Tôi đây bác, đây bác. Rồi. Ê Tuyên. Ừ? Má mày con trầu không? Chị. Để tao qua nhà em nãy tao hái cong. Không mày. Mẹ. Tới anh trời. Cùa gái. Thiệt. Nó như mày nè, lịch sự đàng hoàng đúng không? Ừ. Ê, mấy lát chào nhà hàng xóm mày, tao xin mấy lá chú về cho má mày có mấy té ăn ngon lắm mày ha. Ai muốn mày vậy? Rồi nhé luôn, nhé luôn. Mấy thằng mày. Tao còn tin của mình mày thôi á. Ừ, lát qua chợ nó đi chơi. Ê! Né luôn. Thôi vô cơm. Vô cơm đi. Sài Gòn làm gì ăn được vậy đúng không? Quê Tiên. Hả? Má mày nấu ăn ngon thiệt á. Bao ngon. Ừ, chắc dọn về đây ở ăn cơm má mày nấu luôn á. Mày mê rồi hả? Ừ, mê ăn cơm, mê ăn cơm. Mày mê cơm, mày mê gái. Từ lâu. Thôi, tôi đi toilet. Ê thôi. Hả?
Định đi đánh du kích à? Cái gì? Tao mắc toilet thiệt mà. Thế cho tao đi với nha. Thôi khỏi luôn đi. À, mấy ông nội, đừng giở trò hoài nha. Nằm nghỉ đi, tí tao dắt đi một vòng chơi. Chờ anh lâu không? Anh xin lỗi nha. Anh làm gì mà lâu quá vậy? Biết em chờ nãy giờ không? Ừ, em chờ nãy giờ hả? Tại anh đạp xe đạp nên tới trễ á. Chứ em đi máy bay nãy giờ em tới lâu lắm rồi. Lần sau anh tới trễ là em dọn anh luôn á. Ờ, biết rồi, không tới trễ nữa đâu nha. Thấy thương quá à. Vậy lát anh chở em đi chơi nha. Em thấy gì không? Thấy gì vậy? Đâu, em đâu có thấy gì đâu. Ủa? Gì? Nhìn kỹ đi, đó chi là mai kìa. Đó, nó bay đây nè. Bay đây nè. Bay đây nè. Nhìn kỹ quá à. Rồi, lên xe. Anh chở ra chợ mua đồ nha. Dạ. Đây. Hai. Đi. Cha biết không? Anh nói cha nghe. Để anh... Cha ơi! Trời ơi cha! Cha ơi cha đâu rồi? Cha ơi! Trời ơi! Cha ơi! Người ta bắt cóc em rồi, lấy thận rồi hả cha? Em ơi! Em ơi! Ủa? Ủa em đây hả? Anh tưởng em bị mất rồi chứ cha ơi! Anh tưởng em bị bắt rồi chứ! Sao không lên xe để anh chở em đi? Em ơi! Chưa để đích xuống là anh đã chạy bỏ em lại. Ủa hả? Anh lúc nào cũng vậy. Ủa lúc trước anh cũng có vậy luôn hả? Đây lần đầu tiên mà. Ờ quên hả? Ờ lên xe chở đi nha. Ngồi kỹ nha. Kỹ chưa? Dạ. Anh muốn mất em lần nữa đâu nha. Đi. Thằng này có vẻ nguy hiểm quá ta. Đang tơi tưởng gì mà nó cười chím 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 vậy. Anh ơi, có lên anh. Đừng tới rồi đó anh. Anh đang cố em, để yên cho anh cố. Em cứ giục anh cố, cố quá nó thành quá cố đó em. Thế này anh thằng Tuyên là bạn thân em hiểu không? Bắt buộc rồi hôm nay anh phải hái trái cau này về cho má nó ăn. Em thấy khó quá hay là anh leo xuống đi anh. Xúc phạm. Anh đã leo tới cái mức này rồi mà em bảo anh leo xuống là sao? Có một cây cau với hai trái anh mà không hái được thì còn mặt mũi nào mà nhìn má nó nữa. Em có khả năng ra chợ mua hợp lý hơn ấy. Cái cây nó vừa bé vừa cao, anh không leo nổi. Một hai rồi leo cây mà ngày nãy người ta kêu thì không chịu đi. Em chờ anh với. Ui. Anh tính đi đâu đây? Qua nhà tôi ăn cắt hả? Không có đâu, anh tính qua đây xin em mấy tấm lá chuối vậy cho má thằng Tuyên nấu canh chua. Gì? Lá chuối mà sao nấu canh chua? Ê, trên lộn lộn, về nhà cho má thằng Tuyên có bánh tét. Anh là bạn thân của thằng Tuyên, biết thằng Tuyên không? Biết, thì sao? Thì cho anh mấy tấm lá chuối đi, về cho má nó có bánh tét ăn ngon lắm. Đó, thì anh cắt đi. Quên đem dao rồi. Vậy nắm kéo đi. Kéo sao? Ấy mấy giờ mở cửa cho anh vô được không? Chứ đứng gì ngoài sao kéo được. Đó, anh leo qua đi. Làm khó nhau quá ta. Người ta dướng nhách quần không lúc. Đó. Trời, có vậy thì mở cho người ta vô đi. Mà sao sao nữa. Thôi rồi, này kéo sao? Nè, kéo gì nè. Kéo sao? Đó, vậy đó. Vậy hả? Kéo, không biết nữa. Cái này sao mà nó cứng quá, nó gì đất vậy ta?
Kéo hồi là nó đứt rồi anh. Thiệt không? Kéo đi. À, em chính rồi nè. Nói gì đi. Em kéo cho nha. Kéo phụ nha. Làm cái gì lâu quá vậy? Có biết là tôi đợi từ nãy giờ không? Thôi khỏi cần nói. Tôi biết rồi. Có người khác dưới này rồi cái gì? Đâu có thèm quan tâm gì tới tôi. Lo tơi tưởng với người ta thôi. Phải rồi. Thì tôi có người khác rồi đó. Cái gì? Có người khác thiệt luôn á hả? Ừ. Cô nói một lần nữa đi. Có người khác thiệt không? Thiệt thì tôi có người khác rồi. Trời ơi. Có thiệt luôn rồi. Bây giờ cô muốn gì? Tôi làm sao cho cô vừa lòng? Chết đi. Trời ơi, tàn nhẫn với tôi vậy. Bây giờ xuống tôi chết luôn đúng không? Được rồi, tôi nhảy xuống này chết cho mấy người vừa lòng. À, khoan. Đừng. Hả? Lên đây. Đúng rồi, ít ra cũng còn cản còn sự quan tâm tôi một tí chứ. Cái đó cản lắm, chết không có được đâu. Anh đập đập lên đi. Chết đi. Chết đi. Tôi chết chứ gì. Được. Ông nói sao không vậy? Trúng thiệt tao. Em nãy giờ em giỡn mà. Anh đâu? Thôi buông ra đi. Nãy giờ em giỡn mà anh nói sao không vậy? Giỡn là giỡn sao? Thì em nhớ anh, em chọc anh chút thôi mà. Thiệt luôn á hả? Thiệt. Nãy giờ xuống tôi tự tử là giỡn luôn á hả? Ừ. Đập cái đầu u cục luôn rồi nè. Nhớ anh mới làm vậy mà. Thiệt nhớ không? Thiệt. Thôi đừng có xạo. Tôi nằm mơ á. Tôi thấy mấy người không còn thương tôi nữa. Mấy người có người khác rồi. Rồi đi hái cao nè. Đi bứt lá chuối nè. Rồi đạp xe đạp với người ta nữa. Đúng không? Anh cũng đọng mơ tầm bậy không à. Em chỉ yêu mỗi anh thôi. Thiệt không? Thiệt. Không, không tin. Bây thiệt giờ làm mà. Làm cái gì đó đi cho anh tin. Thôi mắc cỡ lắm. Làm cái gì đó cho anh tin đi. Thôi mắc cỡ lắm. Người ta làm. Thấy kỳ lắm. Đi mà, làm cái gì đó đi. Nhớ lắm á. Chết tôi rồi. Tiếng đâu rồi ta? Hello. Chào mấy bạn. Dạ. Xin phép được tự giới thiệu với bạn. Đây là Tra, bạn gái của mình. Ừ, khoan, khoan, khoan. Không được. Tránh xa ba nhân vật nguy hiểm này đây. Sao mày không nói tao biết mà? Dành cho tụi bay một bất ngờ. Tao thấy không có bất ngờ gì luôn. Nói tầm bậy tầm bạ tào lao tào lao. Cái hết vui vậy. Tao cũng vậy, tao cũng vậy luôn, hết vui luôn. Mày vui không? Nói đi về. Ê. Về. Ê. Tao về luôn. Thế tao cũng về. Ồ. Bất ngờ thiệt. Con thấy không khí Tết dưới quê có vui không nè? Vui, 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 vui. Không khí Tết ở dưới quê vui lắm đó mấy anh. Dạ. Ngại ngần chi thọ hương ra đón ánh nắng mai nào nàng xuân ơi ngập ngừng làm chi về đây ngập tràn muôn lối đi hình như xuân đã ghé đến từ đêm hôm qua làm ta nôn nao muốn về nhà hình như xuân cố ý nhắc người đời phương xa ngoài sân ngập tràn muôn sắc hoa xuân 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 vừa ghé trong con tim mình phơi phới.
Thôi vậy đúng rồi.